Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy lại cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Đây mình đã gọi là đồng ý cho tất cả các bạn trong này rồi. Wow, Veteran Gris Expert. Expert mình rank mình cũng khá thấp anh em, mình cũng không phải rank. Ui, có rank Ultra kìa. What? Việt Nam SOS. Ok, chúng ta sẽ có những cái phần quà từ những cái event này không? Chắc chắn là có, đúng lắm mình không nhận đấy anh em ạ. Mình okay, mình sẽ nhận hết cái đống này luôn. Thoải mái mà để nâng cấp cho mấy con của chúng ta lên nhé. Hero item này, wow. Điểm này, để tôi có thể nâng cấp thêm cho một số con lên nó khỏe hơn anh em ạ. Tội gì đúng không? Còn cái gì nữa không nhỉ? Chắc là hết rồi. Đây. Tôi được cái sai rồi con này. Nhân một mảnh. Có kể cái đầu Pikachu kìa anh em. Nhìn trông khá là ảo à nhỉ. Còn gì không nhỉ? Không có mail, cũng không có vấn đề gì mới mẻ ở đây cả. Chúng ta sẽ mission này, claim này. Phần thưởng của chúng ta được thêm cái áo anh em ạ. Được thêm điểm anh em ơi. Hôm nay chơi con gì nhỉ? Hôm nay chơi con gì ta? Tôi chưa biết chơi con gì nó khỏe khỏe tí nhỉ. Cindray à? Zerora, ok. Hãy chơi Zerora tiếp à. Được còn nâng cái này nhỉ? Có nên nâng cái này lên cho nó khỏe hơn không? Mình nghĩ là cũng không cần thiết đâu. Chỉ cần level 20 là ok rồi. Tỷ lệ crit sẽ khỏe hơn tí nhưng mà mình còn khá nhiều item để muốn nâng lên 20 anh em. Cái này để sau đi. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ chơi Zerora nha anh em. Zerora nè. Ok, rồi ta sẽ cùng vào game. Không biết có được chọn Zerora. Zerora rất là khỏe anh em ạ, phải nói là siêu khỏe luôn ấy, thật sự là rất là bá. Mình sẽ đổi sang cái wifi ở dưới nhà. Mình là cái thằng cuối cùng à? Vãi nồi luôn. Đây, ok. Zerora. Úi giời. Thì mình khỏe mà, xoắn gì? Xoắn gì cái bọn nửa ba vẩn này đâu đúng không anh em? Không xoắn luôn, không sợ luôn, không sợ chó luôn, thật sự luôn. Mình vào đấm của nó thôi, còn gì đúng không? Chiến. Và nó không biết có con gì, bên mình có Mossmoth Wild. Con vịt khỏe lắm anh em ạ, con vịt khỏe dã man luôn. Hy vọng sẽ được đi ấy. Sẽ chờ ha. Nó đi làm gì? Xem nên đánh cái gì. Nếu mà team mình có Blastoise hoặc là con Charmander hoặc là con này thì cũng ngon. Nói chung là tùy, mình cũng không biết là như thế nào là ổn. Nó tùy từng trận anh em ạ. Đây là mình đang chơi trực tiếp nha, mình không hiểu là chơi xong rồi quay lại làm gì. Mình hoàn toàn có thể giết được Pikachu. Giết được Alolan. Yes, cứ nhảy ra sau hang đấy mà đấm nó anh em. Còn gì mà phải mong chờ nữa đúng không? Thì thế là quá ổn rồi gì nữa. Gần đấm nó xong, đít của nó là xong nhé. Ok, chiến với bạn đây, chuẩn bị vào và đấm nó thôi nè. Nào, ready, let's go. Rồi, ok. Mình sẽ đi thẳng vào đây luôn. Không ai đi của con kia luôn. Hơi yếu anh em ạ. Cái này đánh hơi yếu tí. Nhưng không sao, không vấn đề gì. Cái lướt qua này thì nó cũng không có tác dụng quá nhiều anh em. Thật sự là mình đánh chuyên về cái đường thủ ấy. Nên nó cũng không có vấn đề gì. Hơi chậm, thật ra là hơi chậm. Hơi chậm anh em nhỉ. Không sao, không vấn đề gì. Đầu tiên mình sẽ vòng xuống dưới á để hỗ trợ. Chết. Máu đi em ơi. Làm gì đây? Về thôi. Kiểu nó ra kìa, cả chết.
lồng bạc thì thế. Thôi, lùi, nên lùi bạn ơi. Bây giờ mình cũng hơi yếu ấy, mình cũng chưa khỏe đâu. Ok, anh em hãy trụ đi nhá, trụ đường đi nhá. Tôi lên đây tôi đấm mấy con này đã. Đấy, ok, tôi có chiêu Spark rồi. First War. Mà nó khỏe thế, nó trầu thế thì đánh đấm gì. Bình tĩnh thôi bạn nè. Vào rừng ăn mấy cái đống rồi đã. Giờ mình đang khỏe hơn tí. Tôi đang cần level quá anh em ạ. Tôi đang cần level quá. Nên anh em hãy đợi tôi tí. Level 7 rồi. Ok hơn chưa? Xuống hỗ trợ tí. Ok. Để mình nhảy thẳng qua nào. Được rồi, chết hết rồi. Sợ heo mẹ. Chết luôn anh em ạ, đóng băng luôn ở trong này. Thôi thua rồi. Nên làm gì vậy ta? Khó chơi thật sự luôn. Mới có level 7 anh em, chưa có chiêu thức cuối, chưa có chiêu cuối. Đây này. Vai cả cực. Thế này thì thua rồi. Chết. Ui, lật kèo. Kinh quá. Nice. Này con chưa. Nice, hay quá. Đúng lúc là nó bọn nó hết đấy anh em ạ. Đồng phết à. Bình tĩnh anh em ơi, không có gì phải vội vàng cả. Sao mà đỡ được, cứng. Mình tĩnh. Chúng ta sẽ vào sau. Tuyệt vời, hay quá. Phá nhà đi anh em ơi, phá nhà đi còn cái gì nữa. Còn đợi gì nữa đúng không? Ok. Tuyệt vời. Cũng không có đó là quá tệ. Ở đấy mình đang có ăn tiêu anh em. Rất là vừa phải luôn. Đã đấm nhau kinh ấy. Về đi. Ê, đông lắm anh em ạ. Lùi về đi anh em ạ. Tí chết. Hell man. Thôi về đi. Con kia nó đánh nó thì làm sao mà đỡ được. Nice. Xuống dưới. Xuống dưới anh em ơi. Unread no. Ăn rồi. Ngon. Chết ngay, ăn quá vẩn.
lên trên này, lên trên này, lên trên này, lên trên này, lên trên này. Hãy đi theo tôi. Này thì ra nhanh thế. Không ăn con này à? Ăn cả hai con chứ, để tạo ra cái lợi thế lúc đầu chứ. Tội gì. Ok. Giờ là khá nhiều anh em ạ. Ủa, chết hết dưới kia rồi. Chết hết dưới boss rồi. Láo. Nhờn với anh à, không được. Nhờn với anh là không có tuổi để nhờn với anh ấy cưng. Anh em bình tĩnh thôi, anh em bình tĩnh thôi, tôi cần level cao. Nó nghĩ là nó có thể là có thể là đánh được mình chăng? Không, no. Không đủ tôi. Ô kìa. Chạy thôi. Cố làm gì? What the hell? The final stretch. You're on fire. Không hiểu là cố làm gì. Thế này. Trời ơi. Không chết thằng nào luôn. Kêu kìa, chết rồi. Cái gì nhà tôi hồi máu nữa. Lên ăn tiếp con Ragnar hả? Ok. Ôi nó, ui trời ơi. Chết hết cả team này. Rất là căng anh em ạ. Lôi. Chết. Chết. Tách Rosa. Cái này đánh đi. Không đánh luôn. Đánh đi một mình tao đánh con này à? Ok. Đây được. Thái quyết thật, thái thua đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hai lều. Không đẩy được luôn anh em, không đủ thời gian nhưng mà chúng ta vẫn thắng à. Ăn được con con sấm sét. Không đẩy được vào trong trụ nhưng mà mình vẫn cố. 64. Không ổn lắm, giữ được 7 mạng thôi anh em ạ. Hơi tệ, trận này đánh hơi tệ một tí nhưng mà vẫn thắng anh em ạ. Vẫn có một chiến thắng này chúng ta, mấy con kia đi đẩy lẻ. Vỗ tay nhá. Vỗ tay dành cho Alolan. Má, cái con Greninja không giúp được cái gì cả.